Anh em xem video thì nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh Chim Sẻ Nắng Official để giúp mình sớm có được nút bạc YouTube đầu tiên nhé. Chín chum uống có trách nhiệm. Và đây là Babylon để huy thủ Chim Sẻ Nắng ở trong cái đến đất sa mạc và hai cây gỗ gần nhà. Trận thi đấu thứ 10 trong cuộc đấu này, hành trình của những người đi gỡ. Chúng ta có game thủ đội trưởng No 1, anh là người được cầm Hitty trong cái quả đồng thấy luôn. Thật ghê, con quân tuyển để cho anh để có thể khắc chế lại hai Maxe bên phía đối bạn. Và khả năng cao mình nghĩ rằng sẽ có một Maxe bên phía đối phương đánh kiểu ôm bom và một Maxe đánh kiểu chủ lực. Hoặc là để Summer đánh chủ lực một mình thì nghe mẹ cũng khá là... có vẻ nhanh thế. Đây bây giờ đến game thủ No 1 chúng ta tuột chuột anh em ạ. Tân vừa rồi người ta gọi là tân tuột chuột. Quả đồng 6 cây trên No 1. Chúng ta có mặt máy của Yamato của game thủ Hello Chip Boy. Với bãi quả đồng 7 cây, một con voi thì cho em. Gỗ đầu gần đến đất xanh mượt để Chip Boy. Một cây gỗ gần nhà thì đúng hơn. Đây là mặt máy của game thủ 98 và đấu được cầm cho son rồi. Quả đồng 6 cây, một bầy hiêu. Ở trong trận đấu này dành cho game thủ 98 và đầu cánh của No 1. Trận đây No 1 98 sẽ phối hợp với nhau. Hai vị trí này thì đang ngồi hơi xa. Cái bên kia cũng có thể phối hợp được, Sẻ và Chip Boy phối hợp với nhau ở cái bên kia. Những lý do đầu tiên là sẽ lùa hiệu về đến từ thủ 98. Với trận đấu này mình nghĩ chúng ta nên xem Chip Boy. Khi em được cầm một chén tuyển Yamato, một con voi ở đây dành cho em. Dừng đã có 3 voi hiệu đầu và thiếu quả phụ nữa để Chip Boy để có bài chém móc bình kết hợp cùng Chim Sẻ Nắng khi Sẻ được cầm baby. Quan trọng là bài Sẻ có một thế bài đánh cung với không thôi. Và thực ra thì mình nghĩ trận này Sẻ kể cả không có thế bài đánh cung thì vẫn đánh kiểu cung đẩy, cung gom. Bởi vì chủ lực chính chúng ta quan trọng nhất đó là game thủ No 1. Bài cũng khỏe không nữa. Con voi đầu tiên đã được game thủ Hello Chip Boy đưa về với nhà chính như mình. Và có vẻ như nó mượt rồi. Ăn một hit thôi. Một voi về nhà chính. Và đến với trận thi đấu thứ 10 này vẫn như thường lệ xin phép anh em dành ít phút quảng cáo ở đầu trận ạ. B-Luxury, O4Man, siêu sale bùng nổ. Black Friday, sale up to 50% từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại hơn 50 cửa hàng B-Luxury phía Bắc. Đến với B-Luxury, anh em có thể mua sắm tất cả sản phẩm thời trang dành cho phái mạnh. Thông tin chi tiết tại fanpage facebook.com/bluxury.vn. Bạn đang tìm một địa điểm tổ chức ăn uống với bạn bè có cùng niềm đam mê ao e. Bạn muốn một quán ăn có không gian thoải mái để chém chế cùng bạn bè chiến hữu, đã có nhiều tự do, chuỗi cửa hàng lẩu và nướng cực hấp dẫn với menu phong phú, có thể chứa tới 350 người để hoan nghênh cộng đồng ao e đến với nhà hàng. Nhậu tự do đang có chương trình giảm 15% toàn bộ menu lẩu. Chỉ cần anh em đọc pass ao e trước khi đặt bàn, hãy nhanh tay đặt chỗ tại nhà hàng gần nhất để được thưởng thức. Nhậu tự do, uống chín chùm, nhận ưu đãi. Nhậu tự do, món ngon giá vỉa hè. Nhậu tự do, không lo về giá. Và bây giờ cũng quay trở lại với trận đấu này thôi. Một bài đấu khá là bắc binh dành cho game thủ Hello Chip Boy. Khi được cầm Yamato, 3 voi hiệu đầu và bãi quả phụ dành cho em ở trong trận đấu này. Một bài rất bắc binh dành cho người cầm Yamato Chip Boy. Và Chip Boy sẽ đánh chém để Sẻ đánh cung ở trong trận đấu này. Đây là một tình huống mà Chip Boy đang muốn lùa bầy hiệu này về nhà luôn hả? Và rất tự tin đối thủ Chip Boy. 98 báo về bài cũng đã đủ đồ. Đây là một máy của đối thủ 98 với một bài đấu hiệu đầu đôi voi. Tấn công đôi voi bầy hiệu đưa về. Quả phụ cũng đã có đến từ đối thủ 98 nhưng mà nó cũng ổn. Thua Chip Boy một chút, đó là 98 thiếu một con voi. Đã để xe giò tìm ra đầu cái. Đây là bài Hitty No 1. Có anh ơi. Nhưng mà không bỏ được. Rộng lắm anh ạ. Đây là quả phụ đến với thủ No 1. Đôi voi đưa về nhà chính. Hai quả phụ bài Hitty này. Được đấy. Bài No 1 lên đời bình thường và lực khỏe nhá. Rất khỏe. No 1 vẫn còn cả heal nữa. Bạn đầu cắt dần ra bài quả phụ thứ hai trong trận thiếu này rồi. Một bài quả phụ 5 cây ở đây. Còn bài heal nữa có thể lùa về gần rừng dừa để nóng ghét nhân đôi. Nhưng đây là một thế bài không phải là quá khung dành cho người tập Hitty. Game thủ No 1 chúng ta chuẩn bị đóng S2 ở đây nữa. BG để ăn quả phụ. Đem máy của game thủ Chim Sẻ bài cầm Babylon. Quả phụ cũng đã có thông tin báo về Sumerian đội bạn 3% đánh chém. Maxe auto đánh cung A rồi. Maxe màu 8 kìa. Màu 8 26 dân 6% kìa. Bài Per đội bạn bình thường. Vâng, bài Sumer của đồ gỗ rồi. Xin lỗi, bài Sumer Xuân Thứ bài 3% mà đánh chém trận đấu này. Mắc bình. Càng đấy. Vâng, Summer không đấu cái này thì Chip Boy cân đôi. Vâng, Chip Boy lên đời sớm nhất bản đồ ở trận đấu này. Bài đấu cầm Yamato, bài mắc của mắc. Vâng, kích đời ở 9 phút 34. Vâng, 6-7 đấu cánh để cho Maxe ở trong cánh đánh cung. Và một bờ hoặc bao nhiêu trong cánh nữa. Bờ dâng L. Đây giờ chiếc BS để ăn vàng. Và trước khi đến với những giao tranh tại mặt máy game thủ Hello Chip Boy, cho anh em dành ít phút được quảng cáo.
Fordoil, bào tử lợi khuẩn Anh Quốc, hỗ trợ xử lý tận gốc viêm đại tràng, được tin dùng 7. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Khiên, Tổng thư ký Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam, chủ nhiệm khoa nội tiêu hóa, chủ nhiệm khoa nội soi chẩn đoán Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vệ thống hơn 1.600 nhà thuốc uy tín đang bày bán. Sporo xin gửi tới các một số địa chỉ sau: nhà thuốc Hạ Long tại số 8, phố Hoàng Long, phường Bạch Đằng, thành phố Quảng Ninh; nhà thuốc Thuận Thảo, số 34 Ngô Quyền, thành phố Huế; nhà thuốc Hồng Dương, tổ 1, khu 1, Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. Hoặc có thể truy cập khỏe đại tràng.com để được tư vấn và mua hàng online. Vâng, rất bất ngờ Summer Xuân Thứ đánh cung. Họ Nam dâng L, Summer đánh cung đầu cánh. Họ Nam đi dâng L, cung ít dần đến Xuân Thứ 25 dần rồi. Đoạn bản 25 dần cộng 1. Vâng, 2L đến Chip Boy. Summer đi ăn về phía đối phương đánh cung của trận đấu này. Nâng cấp bánh xe. Chưa ăn được dần Summer đến Chip Boy. Ờ dâng chéo và cánh kia sẽ chỉ có một người đánh thôi. Đây bóng 8 trong cánh về lớp Maxe đây rồi. Maxe về lớp đây. Cánh của 98 chỉ có màu 7 của Cam Quýt thi đấu thôi. Maxe của Cam Quýt 98 nhỉ. Đánh màu 7 trong vào chăn màu 5 đâu cũng có đẩy ra luôn. Đây về lớp đánh thẳng cũng A chứ không phải đánh ghi. Đây cũng là Maxe. Hai cung ôm nhau ở đây rồi. Ở bài màu 6 này bo nhỏ của ông Quân. Còn bài màu 8 là bài khung nhà chắc mình ở góc 6 giờ. Rồi, Chibor đã muốn lao vào phơ. Vâng, lại quay lại rồi. 2L bắt đều đến bên thủ 98. À xin lỗi, đến bên thủ Chibor. Bơ đánh rẻ đấy. Cái này ba nhà đánh nhá. Lọt rồi. Không, bạn rất tỉnh cái thủ Xuân Thứ. Đeo máy của game thủ 98 một cái bên kia. 98 đối đầu màu 7, Maxe Cam Quýt. Và cái này chỉ có mình Maxe thi đấu rồi. Một mình một cái nữa Cam Quýt. Báo về Pơ chém 4 luôn. Căng vậy. Ờ thì màu 5 dâng chéo mà em quản màu 5 đi. Màu 5 dâng lời chéo chỉ đã mới quản màu 5 đi phía đối phương. Đẹp nói chim sẻ căng, căng đấy. Pơ chém 4 luôn như thế này cảm thấy rất là quan ngại. Đâu một tí sẽ phải bắn Maxe phía đối phương để cho 98 vào chăn Pơ thôi. Chăn Pơ rất nguy hiểm khi Pơ lên thẳng chém 4. Tham 35 đến từ chim sẻ đang gỗ cho chip boy kìa. Nhanh màu 4. Rồi nhận được gỗ rồi. Lưu ổn hay. Nhanh đâm sâu vào cũng đâm bo tiếp. Rồi lọt nhà về lớp. Xuân Thứ bắt buộc phải kéo quân về đỡ. Tươi đấy nhá. Về lớp tên này sẽ yếu. Chip boy đang cũng trận chém vậy để lọt vào nhà của cầm bác sĩ viên phương. Đây rồi tanh đi. Vâng nhà chip boy bị chém kìa em ơi. Chip boy. Vâng chạy đi. Pơ đã chết trụng dần thông tin chỉ đảm báo về. Chip boy đang ăn được khá nhiều dần người cầm bóng 8 bên phía đối phương. Vâng, bạn đang sửa ruộng. Về lớp đang bo nhỏ để chọn game thủ Xuân Thứ sang cứu. Đến cơ sở là bạn là game thủ về lớp đang bị chơi. Chip boy vừa mất ruộng, mất vân vàng. Yếu một tơn luôn. Đến từ chip boy. Tham lại của em là 13 thôi. Chip boy vừa mất một tơn tham đầu. Xong tình huống và cố gắng để lấy tham về lớp. Đây. Chip boy bơm tơn vàng sẻ kìa. Bơm rồi. Vâng, tham lại là số 14 như chip boy thôi. Đang cố gắng bổ luôn cả cung đường bóng 6 khi mà về lớp trường cũng 3. Và chém dần người cầm bóng 8. Vâng, tham lại 13 đi chim boy. Cô máu luôn ở cánh này rồi. Vâng, chém vậy rất tốt đi chim boy. Bác C sau tên này sẽ rất yếu. Và thực ra nhà bác C có hai đường để chúng ta có thể công vào. Đó là từ 9 giờ và từ nhà chim boy làm sang. Bắt đầu cũng qua đầu tiên đến bên lớp. Bài này thì bên lớp sẽ hút đồ đồng đội đấy. Sau khi bị chém một tôn như thế này. Ôi, chạy ơi. Khổ thế, chim boy trận này bị chém gian quá. Đeo máy thủ 98 với tham lai là 26/52 của mấy quản chặt bài Pơ bên phía đối bạn. Và thông tin báo về lớp Ano 1 bắn chết bài Maxi màu 7. Màu 5 tên này fit rồi nhá. Màu 5 còn một tí nữa thôi. Em ăn được bãi vàng chưa? Tìm có bãi vàng màu 5 đi. Pơ bị quản anh ơi, mất gỗ rồi. Phải quản rát bài Pơ này. Và sẻ và đang báo về Pơ thì rất rát. Đấy, chim sẻ đang lên, mặc dù đã nâng giáp 4 nhưng mà lạc đà đấy. Quá tốt, toàn là đà chém 4 chứ game thủ Hoàng Mai Nhi. Cả ai đến kìa. Cả màu 6 vào sẻ luôn đấy, anh có một ơi. Hở rừng sẻ, hở rừng. Vâng, bò lại đi. Vâng, rất đông quân của bạn đang ốp vào nhà chim sẻ. Đây, à thôi. Có màu 4 chim boy kìa. Ui anh, đâu một ơi, đâu rồi. Đang nhà anh ơi, căng quá.
Vâng, đơn giáp rồi, lên xong cấp 4 rồi. Và là đà đã quá đâu, tổng đó là một 6 super. Ôi đen cái gì ra cho nó vào đi kìa. 5-7 hên tốt đi, chim sẻ. Đây rồi anh ơi, vào trong. Nhà chính. Ờ, thử ở ngoài luôn. Quan là đà chém 4 đây. Ôi, sẻ vẫn đang thủ nhà cực kỳ dẻo trận đấu này, mà chúng tham gia chỉ là 3x thôi. Bóng 6 đánh gom quân bò nhỏ thôi. Vâng, thông tin báo về đến từ 98-7 fit luôn. Đã thủ nhà thành công rồi, đã bắt được nốt tân dân 7. Em đủ một tơn thứ 9 rồi, vào sát mẹ đồ số 6 rồi, nhà bên lớp ấy. Dạy bê chém về trong phát bóng luôn. Và đây bắn máy của viên thủ No 1. No 1 tham lại đang xuống là 78. Gỗ 2 giam 4 đầu báo cho anh ơi. BC đi. Đây này, No 1 đã bắn từ 6 giờ vào siêu thốn luôn. Ơ, cũng qua bên lớp này. Thôi. Đấy, cái rừng già đây anh ơi. Và như vậy sẽ đáng thông tin này. Đây, đang bắn con 6 đây rồi. Đây là một máy của anh thủ Hello Chim Boy. Và đang xin đồng đội nhanh cả pin. Bắn ở nhà chị đá, à nhà Chim Boy gái. Chạy đi em ơi, chạy lên nhà No 1 đấy, đừng chạy lên nhà sẻ. Chạy thẳng nhà No 1 đi. Đấy. Đây là một máy của anh thủ No 1. Anh sẽ là chủ chính chúng ta. Đang đào vàng rồi. Ít quân lắm. Vài màu 8 siêu ít quân luôn. Đi sát mép bản đồ 6 giờ. Ok, và anh phải thông tin từ đội trưởng cái chỉ đang báo về là chỉ đánh màu 6 thôi. Ở đây đang lên rồi. Thất tay anh ơi. Và nhà bị đụng bởi người cầm màu 7 phía đối bạn. Đấy, vẫn đang cùng mà. Rồi thôi, không quân bên trong đi. Một đàn cụ hai kích quân bên nhau. Nào lên nào, vào màu 6 kìa. Rồi, không đi nữa nhá. Vâng, là đạp bơ, anh ơi mặt kia. Thôi không đi được nha, No 1 không đi được đâu. Chủ động đá vàng lên 4 thôi. Vâng, không đi được nữa, bắt bủi kéo quân về, bắt hết là đà nào. Đây rồi, mày cay lắm rồi, nên nhịn lâu lắm ấy nhá. Rồi, hết gỗ ạ. Đây, đã sang luôn. Bên lớp mình nghĩ là chuẩn bị đúng rồi. Đây là máy của game thủ Chim Boy tham lai 4 thôi. Sẻ đang bị đội bạn ốp. Màu 6 đang gì chứ trẻ đáng. Chúng ta định đi ốp màu 6 nhưng không. Nó một bị màu 5 lao vào thì anh không thể đi quân được. Bắt buộc phải kéo quân về đỡ nha. Sau thế này thì nó một sẽ sang đỡ nha. 42 thì ông thủ chim trẻ đang cố gắng thủ trước màu 6 xung mưa đèn với đội bạn. Thế trận đang rất căng. Và đây là máy game 98. Đấy, trên đi lên rừng trên đấy, rừng già đấy, chỗ đấy lọt rồi. Cổ ca nó lọt ra rồi kìa. Đấy, đang vào đây rồi, rồi vào đây. Ôi, đội bạn bỏ kịp, thôi đi ra đây, đi lên xuống giữa BK này. Xuống BK này, chị Boy ơi, sắp mép 6 giờ. Rồi, cậu đi, nó lên 4 xong này. Rồi, vào đây. Kìa. Rồi, vào đi. Vào đây, Chim Boy, vào đây, Chim Boy. Đây rồi. Không có quân luôn này. Cẩu ruộng em ơi, cẩu ruộng vào ruộng luôn. Rồi, anh em đang tập trung ấy nhá. Đây, nó lủng nhà đây. Vâng, bày hết ruộng chính luôn này. Ồ, nhịu luôn nhá. Vâng, chém đi. Vâng, chém, Chim Boy tay vào đi. Bạn đang bò lại đây. Vâng, siêu yếu luôn này, lên 4 không có gì luôn nhá. Nhận đồ đây. Cho nó quay ruộng dưới nữa em ơi. Cho ca xuống cẩu phát cho nó xong không? Vâng, ca tham lại được số lớp 17 nên thủ 98 vẫn tiếp tục lùng quay ruộng nữa. Nguyên thủ bên lớp bài cầm bác C lên cung A. Anh Chim Boy chém gì nữa vào, chém dân đi em ơi, đừng chém ruộng nữa. Vâng, tham 10 thôi. Hot đang ra. Chám có một con ca rồi, dòng 4 ngoài 9 giờ vào. Vâng, 98 cũng bán hết máu rồi đấy. Chim Boy và 98 đã hết máu trận đấu này. Và đây là máy nguyên thủ chim sẻ thủ nha. Và đang bắn màu 6 bên phía đối phương. No 1 sẽ đứng kê nhà chim sẻ đá vật. Game thủ No 1 cũng sẽ người lên 4. Màu 6 vừa chim dần dần siêu đau luôn. Màu 6 vừa chim đau lắm. Không còn ai bơm đồ cho game thủ bên lớp đâu nhá. Anh em quản vàng được không? Nó cũng nhiều vàng đâu. Đây. Và đây màu 6 này bên lớp bắt đầu có những con hot đầu tiên. Sẻ đang xin vàng lên bản đồ. Tham lai 64. Chim Boy và game thủ 98 vừa tơn lọt nhà. Rất đau rồi kiểu nhà game thủ bên lớp rồi. Đây là dân của thủ Xuân Tứ, đây là mẹ ruộng.
Đấy, ok. Cảm giác cung này yếu quá, bắn mãi không chết dần. Rồi đi, dành. Vâng, làm lại là 68 đến từ cái đủ chim sẻ đáng ra. Vừa ăn một mảnh gỗ nữa, rồi thủ sân đứng chết sâu nhá. Đây là bắn máy cái thủ 98. Ở 98, rảnh tay cho anh Sinter tham lai nào. Tham lai đây. Tham lai cũng đang cân thôi. Không phải đè quá mạnh. Rồi sao, 98 bị nó quay nốt con chém này rồi. Đây là bắn máy cái thủ nó 1 đến 4 cho anh. Đã đến 4 sau. Không, sau tên này thì bo nhà cứ nghĩ là bo đến 4-5 lớp vào. Rồi, cẩn thận, đội gạn chặt gỗ đây rồi. Hot của Hitty đối đầu với Hot Maxi. Và đương nhiên là Hot chúng ta nhìn rồi. Ra đi quân, sáu đi quân, đưa dần quân ở nhà chim sẻ đang đứng kê thôi. Cửa bắn chặn, đồ máu lên hết chưa? Đây đây đang sang đây rồi. Rồi bạn nhìn thấy cái ho mở nó sẽ mất dép luôn. Cùng ăn vào đi. Rồi chơi cả hot 18 này kia sẻ ơi. Ra kê cùng nào. Làm lại nó vừa là 130 rồi. Anh đang tăng thêm ma ra thêm chua. Tắt tay sang đây đấu quân thôi. Hot Max C thì cũng có tuổi gì luôn anh em ạ. Xin cái tuổi luôn đấy. Vâng, thiếu vàng quá kìa anh ơi. Xong dân ra. Ôi tất cả nghìn ra đây rồi mình không đi xong dân ra ăn vàng. Ok, đợi đi. Vâng, tham lai đang ở số là 130 nữa 1, đẩy thôi. Vâng, xem cái kia có ai hồi không anh em ơi, anh có mỗi màu 6. Vâng, mỗi màu 8, màu 6 thi đấu thôi. Mà thậm chí màu 8 đang nhận đồ đồng đội cơ. Không phải là đối trường. Hot là rất nhiều đến cái thủ đấu 1. Vâng, chưa thật đi ngủ cửa rồi. Đây, dân màu 6 đây. Đây, dân màu 8, hot màu 8 đây. Đông nhá. Màu 8 đông đây anh ơi. Màu 7 đang đi quản vàng đấu 1. Đó là những con chém của chủ đặc quyết. Cầm bác xe phiên phương. Chị 8 cố gắng quản lại màu 7 xem nó hồi đâu kìa. Vẫn có chém đi quấy kìa. Vâng, lên hot thật đi đấu 1. Rồi, lên hot thật. Một tớ thịt anh em ơi, màu 1. Cứ tìm lên hot thần nào. Thôi không đấu nữa, lên hot thần để đánh nhau. Lên hot thần để đánh nhau anh ơi. Rồi đi ăn vàng thôi. Kích. Lên hot thần có một đốt BL màu 5 cho đỡ quản. Và đi ăn luôn bãi vàng đấy thôi. Ăn luôn bãi vàng chỗ màu 5 này thôi. Xem dân cũng đi ra được không, em bó kín nhà nó cũng ra được nhá. Tắc dần đấy. Đấy nó đúng là tắc rồi đấy. Vâng, anh em thấy mình nhìn có chuẩn không? Ông bó kín rồi là còn chửi dân ngu à. Tôi cạn lời đấy. Và nó bột báo về là không biết nhảy ra. Và đây là một máy cái thủ 98 tham 6. À đây là chị boy tham 6. Đây là một máy cái thủ 98 tham lại 12. Đóng lại BL xin đồ cho mà đi quản em. Đi quản lại 17 đi. Ôi sắp dân đấy cho son làm cho gì. Tham cân thôi nhá. Đây là một máy cái thủ chia sẻ tham lại 80. Xem Summer bảng hồi lên 4-0. Và đây là một máy nô 1. Đây rồi, đây rồi. Rồi xúc luôn. Hot của Hitty. Đây, và người ta cũng rất hổ bán của lại chơi game bạn. Vẫn thần này. Lục ruộng, hai kia, hai con ruộng hơn thần. Chùa thần cứ từ từ anh ơi. Cái gì, nhà gì đấy. Lùi đi. Đó, thần đã. Đây, thần rồi, thần rồi. Ok, đang sang. Và thằng này là 140, đã là hot thần. Anh nó 1 đây, anh nó 1 đây. Bơm cho chỉ dám ít thịt cho nó hồi lại mà nó đi quản vàng bắn 9 giờ cho. Kìa, nó đến đây rồi. Và thằng này là 148. Đấy, rồi. Đấy, xong ra đi. Đi quản vàng bắn 9 giờ cái, quản ra 17 ấy. 153 đấy, thì nó bổ ra. Xẻ lên tay. Và rất khó chịu với cái thanh niên màu 7. Quả vàng giáp thật. Và mình nghĩ là lên tụ và đẩy thẳng màu 8 với phía đối phương thôi. Không nên đánh để cho nhiều nhà lên 4 làm gì cả. Lại cả Summer lên 4 nữa. Sẽ rất là mệt mỏi, đau đầu. Hết sạch vàng rồi nhá. Dân muốn ăn vàng nó 1 được chơi nhiều quá. Và sang nhà sẽ cướp vàng luôn được.
Đâu, chỗ đấy dân ở ngoài mà. Dân trong à? Và màu sóng sẽ lên 4 đây anh em ơi. Đã xong hai nhà BL để có thể đào vàng. Đây, nó đóng BL này, lên 4 rồi đấy. Bung cho đóng BL này. Không, đây là nhà của nhà gì màu 8 anh em ạ. Thủ hết hot lên nào anh ơi. Nhà đang hồi lại rồi. Chưa tụ được. Vâng, cái tên ở nhà chưa lên. Và bung thêm ra đào vàng lên nó 1. Không có vàng, chỉ có gỗ thôi. Nó 1 nó không ăn được vàng. Cái vấn đề đi ăn vàng nó 1 vẫn đang cảm cái gì đó nó cực kỳ là khó khăn. Xẻ ra lên 400 rồi. Rồi, nó hot rồi, đấu với nó thật của vàng. Và thêm tưởng nữa, đấu đi. Trời ơi. Rồi, cho dân đi ăn vàng rồi. Thôi, đừng ăn đây. Ăn đây thì một tí lại chết. Chỗ nào thì đủ lượng vàng để xong hot ra đá. Bây giờ anh ơi, cũng có vàng xong hot kìa, hết sạch vàng rồi. Nhìn năm thật được bơm, còn một mỗi người đi thương đi ăn vàng hộ cho. Vâng, hết sạch vàng. Đấy, bơm thương cho mỗi người tí được không ăn được vàng này. Ừ, đang một tay. Màu 8 hết vàng rồi đây này. Một bạn ăn vàng bên nhà màu 5 cũ hay sao vậy anh? Vâng, một người đến cướp vàng luôn. Tạm lại 150. Rất nhiều hot thần của Hitty. Và tiếp tục cho dân lên. Rồi dí rồi, Maxi thì nó cùi bắp thôi anh em ạ. Ăn cửa. Rồi. Rồi xong dân mạnh ra nào. Anh đóng thêm cái nhà chính ra nữa anh xong đi. Vâng, 154. Nhưng mà không ăn được. Vấn đề là vàng nhiều nhưng mà biết là vàng nhiều nhưng mà không ăn được. Và màu 6 lên 400 rồi. Tiếp tục đẩy thêm quân lên trên tầng 1, thằng này lên rưỡi. Xẻ lên 4 đánh đập đôi thôi. Con hit nó quá khỏe rồi anh. Đấy vào tay anh nó yếu đi bao nhiêu chứ vào tay của... là... vào tay của anh vơ thôi là cũng như là xong lâu rồi đấy. Và tiếp tục dí vào nhà màu 6 bên phía đối phương. Nhớ ruộng anh em ơi. Tất cả nhớ ruộng đi. Anh nhớ ruộng đi anh. Bạn vẫn cố gắng không dùng bóng 6 vì đập tận mồm rồi đấy. Kiểu gì này. Bạn rất cố gắng để cho cái thủ bên phía Superstar bên lớp ở trong trận thiếu này. Đấy, vàng hết sạch rồi, ăn vàng trong mặt đấy kìa. Mặt 9 giờ kìa. Và anh đang gom hết hot lên để dí vào nhà 6 vì đối bạn. Cả mà luôn. Đừng quên bây giờ mình cứ đối cửa. Cái gì? Chưa hóa đập đôi ra vào hú súc kìa. Đâu, đang hóa đâu anh. Hóa sập đơn này. Vâng, sẽ đập đôi cho em ơi, lâu quá. Anh em hãy không có một sắp cả voi ra rồi. Anh ăn vàng bên nhà màu 7 kia, vàng một mả kia, đi ăn vàng đi. Dân đứng chơi cả tỷ con kìa. 178 không được rồi. Đây, bơm cho sẻ nghỉ gỗ này anh ơi. Và đây là máy của ý thủ Chim Boy báo về là Max C chết rồi nhé. À ok. Và nó lọt 2 con chém vào đèo viên lớp của chết rồi anh em ạ. Đây. Ơ kìa, ô nó xiên kìa. Ô rồi, quá hay. Đây máy của ý thủ 98. Đây nghỉ 98 đi quản vàng cho mặt chín giờ hộ anh gái. Sắp chém ra. Vàng đầy ngay trước cửa nhanh chóng 1 đấy, anh cứ thích đi xuống tận nhà một 4 ăn đấy chứ. À nhà chị Moi ăn đấy chứ. Trẻ 2.000 vàng công chịu bơm đâu 1 thì quá hay. Bây giờ thì bơm em ạ. Đạp đôi có rồi, thôi dí thôi. Nhà trẻ cũng lờ. Chị Moi. Vâng, không được đi ra ngoài em ơi. Chim Boy tham bao nhiêu? Đây mặt máy Chim Boy tham 17. Còn bạn vẫn cố gắng đánh, không hiểu là bạn đánh cái gì nữa cơ. Chim Boy đang xin phép anh em đi ra ngoài để đi vệ sinh cái. Nhưng mà trong tay của chúng ta Chim Boy có 1 rồi. Thèm đi ra ngoài vệ sinh lắm rồi nhưng không được ra. Bởi vì nếu ra thì sẽ bị xử thua.
đi ra ngoài trọng tài xử thua luôn. Rồi đây. Đám cho son. Rồi quyết rồi và tỷ số được chúng ta còn 4-5 dành cho Superstar Chim Sẻ Nắng trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ Chim Boy mới được giải thoát anh em ạ. Và anh cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 10. Chiến chung uống có trách nhiệm.